Chào các bạn ấy. Hôm nay chúng ta cùng kẹo bóc kẹo pizza hamburger các bạn nhá. Đây kẹo hamburger này, còn đây là kẹo pizza lòng trứng ốp này các bạn này. Ok, thì chúng ta bóc kẹo gì trước nào? À các bạn lòng pizza trước nhá. Đây bóc pizza này, bóc pizza ok, ông bóc pizza trước nào. Ok con dê, ok bóc đi. Lòng trắng trứng thì ngon thật đấy các bạn. Wow. À chị giá em xem. Đó. Cho chị hai chị em mới 10 một miếng. Đấy coi đây. Con bón cho chị. Bón cho chị nào. Mình ăn đi, mình ăn tắt đi. Hai chị em xung nhau thật đấy. Con ngồi đây coi. Đâu kẹo lòng trắng trứng nào. Trứng ốp nào, kẹo trứng ốp nào. Ôi đẹp quá. À để dành cái này để đây à, nhét ra đây à. Đấy nhét vào đây à? Ôi dồi ôi, thích thế nào? Trứng à? Ôi trứng thật đấy, ừ, thơm lắm. Ngon trai thích thế. Bán chị không? Bán chạy chạy. À bây giờ chúng ta lại, bây giờ chúng ta bóc kẹo hamburger tiếp nha. Ok. Xong rồi. Mình này, bóc kẹo hamburger này. Bóc kẹo này. Mình bóc ăn em Mình ơi. Chị ta ăn hamburger này chứ này. Bóc nha. Ừ, bóc. Đi. Đây Mình ơi. Đi. Hamburger. Mình ăn đi. Mình bán cho chị. Ngon quá. Mình ăn đi. Mình ngồi đây ăn đi. Ôi trời ơi, ngon đi. Ngon trai thích trai, ngon trai đẹp lắm. Ngon quá. Đi đâu rồi? Goodbye. Chạy ra.